Anh ơi, thêm một phương án nữa Cúc Tần Ấn Độ để cho anh lựa chọn nha. Cái hàng này 300 cây thì thoải mái luôn ạ. Đống này, đống kia và đống đằng kia nữa ạ. Thế còn một cái bầu cây của nó sẽ như thế này. Rất là nhiều ngọn luôn. Và hai nữa dài trên 1 mét thoải mái anh ạ. Gióng lên trong phải tầm được mét, mét hai. 300 bầu của anh thì thoải mái. Đấy anh xem anh lấy loại nào thì anh báo lại em. Đây, cây này vắt lên. Cây này vắt lên tầm phải mét tư anh ạ. Dài như này cơ mà. Đây em thả ra đây cho anh xem này. Đấy. Các bạn có nhu cầu muốn mua các cái cây cúc thần Ấn Độ mà loại dài như này ạ, thì vui lòng alo số điện thoại là 0977973535 bạn nhá. Đây em quay cho anh thấy là số lượng 300 bầu thoải mái luôn. Cây dài luôn nhanh nhá. Bầu ổn định đảm bảo.